Ngày 4 tháng 10 có 5.383 ca mắc mới COVID-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 2.490 ca. Bản tin dịch COVID-19 ngày 4 tháng 10 của Bộ Y tế cho biết có 5.383 ca mắc mới COVID-19 tại 37 tỉnh thành phố. Riêng thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 2.490 ca. Trong ngày có 27.683 bệnh nhân khỏi. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới, tính từ 17 giờ ngày 3 tháng 10 đến 17 giờ ngày 4 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.383 ca nhiễm mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh và 5.382 ca ghi nhận trong nước, tăng 15 ca so với một ngày trước đó. Tại 37 tỉnh, thành phố có 2.690 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 2.490, Bình Dương 1.210, Đồng Nai 701, An Giang 222, Sóc Trăng 118, Long An 90, Kiên Giang 69, Khánh Hòa 53, Tiền Giang 52, Bình Thuận 48, Cà Mau 36, Hà Nam 36, Đồng Tháp 33, Cần Thơ 27, Bà Rịa Vũng Tàu 25, Tây Ninh 20, Quảng Bình 18, Quảng Ngãi 17, Bình Định 14, Ninh Thuận 12, Bến Tre 12, Trà Vinh 10, Nghệ An 10, Quảng Trị 9, Bạc Liêu 9, Hà Nội 8, Đắk Nông 8, Vĩnh Long 7, Phú Yên 5, Nam Định 3, Thanh Hóa 2, Bắc Ninh 2, Phú Thọ 2, Bắc Giang 1, Đà Nẵng 1, Hải Dương 1, Gia Lai 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Đồng Nai giảm 123, Bình Dương giảm 73, Tây Ninh giảm 34. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Sóc Trăng 118, An Giang 75, Tiền Giang 39. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.835 ca một ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 813.961 ca nhiễm, đứng thứ 43 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người thì có 8.269 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 809.375 ca, trong đó có 716.301 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 12 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai. Có 7 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 400.003, Bình Dương 216.853, Đồng Nai 51.364, Long An 32.857, Tiền Giang 14.172. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cdc.kcb.vn. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 27.683. Tổng số ca được điều trị khỏi là 721.480. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.144 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.061, thở oxy dòng cao HFNC 1.042. Thở máy không xâm lấn 163, thở máy xâm lấn 854, ECMO 24. Số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 130 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 93, Bình Dương 20, Long An 5, Đồng Nai 5, An Giang 3, Cà Mau 1, Vĩnh Long 1, Đà Nẵng 1, Tiền Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 149 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.845 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 135 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 30 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 137.140 xét nghiệm cho 297.586 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 19.160.389 mẫu cho 54.311.296 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19, trong ngày 3 tháng 10 có 859.182 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 45.496.123 liều,
trong đó tiêm một mũi là 34.622.194 liều, tiêm mũi 2 là 10.873.929 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày, Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ, công văn số 8318 BITDP ngày 3 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế. Bộ Y tế xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 với các nhiệm vụ bảo đảm phòng chống dịch bệnh, dịch COVID-19, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm đáp ứng cấp cứu khẩn cấp các tình huống thảm họa, khủng bố hóa học, sinh học. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổ chức hoạt động xét nghiệm thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay và hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoạt động xét nghiệm sẽ tập trung cho việc giám sát phát hiện các ca bệnh mới, điều tra dịch tễ, giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ. Thành phố Hà Nội, đến nay liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức có 41 ca mắc liên quan, trong đó thành phố Hà Nội 33, Nam Định 4, Hà Tĩnh 2, Hưng Yên 1, Hải Dương 1, có 18 trường hợp là người nhà bệnh nhân, 17 trường hợp là bệnh nhân, 5 trường hợp là nhân viên làm việc tại bệnh viện và 1 trường hợp khác lây nhiễm liên quan. Trong thời gian qua, cơ quan y tế thành phố Hà Nội đã lấy 16.850 mẫu xét nghiệm, trong đó 15.478 mẫu có kết quả, 33 mẫu dương tính, còn lại đang chờ kết quả. Để giải tỏa và làm sạch Bệnh viện Việt Đức dự kiến phối hợp cùng các cơ quan liên quan để chuyển bệnh nhân đến điều trị tiếp tục tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Sáng 4 tháng 10, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, cùng lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội và quận Hoàn Kiếm đã tiếp tục làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về công tác phòng chống dịch của cơ sở y tế này. Theo đó, thì do số ca bệnh còn tiếp tục được ghi nhận, nên Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế tính đến phương án chuyển bệnh nhân sang cơ sở khác. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết còn 1.054 bệnh nhân, 1.018 người nhà và hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt trong khuôn viên bệnh viện. Đến nay, tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần để giải tỏa và làm sạch bệnh viện. Nhưng F0 liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trên địa bàn Hà Nội đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Các F1 tại bệnh viện này cũng đã di chuyển đến địa điểm cách ly tập trung của thành phố Hà Nội từ rạng sáng ngày 3 tháng 10, khoảng 150 người. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đã liên hệ với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để chuyển bệnh nhân đến điều trị trực tiếp, dự kiến khoảng 200 người, gồm cả bệnh nhân và người nhà. Ngoài ra, dự kiến khoảng 450 người cũng được chuyển tới Bệnh viện Thanh Nhàn, 350 người chuyển đến Bệnh viện Đức Giang. Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đề nghị quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ về thủ tục đối với trường hợp ghép tạng đến khám lại, lấy thuốc để loại trừ thải ghép, đến khám trong ngày vào đúng thời điểm bệnh viện tạm phong tỏa và hiện bị kẹt tại bệnh viện, được giải tỏa. Trong ngày mai 5 tháng 10, cơ sở y tế này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 3.